Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta khui hàng tiếp ha. Đây là cái tai nghe Bluetooth. Tai nghe Bluetooth ha. Mình mà mua cái dịp flash sale. Các bạn xem thử nha. Giảm còn 329 ngàn tính luôn phí ship. Mua cũng hơn tuần các bạn. Hôm nay mới có dịp mà khui hàng nè. Rồi, tai nghe Bluetooth này rất là thịnh nữa các bạn. Rất thịnh trong cái thời điểm hiện tại là tháng Giêng ha. Giữa tháng Giêng 2019. Mình về quê dịp Tết, nay là mùng 4 Tết. Mình không có đem theo cái chân quay nên mình đặt chế nó hơi khó, cái chiều hướng nó khó xem á mà. Hiệu vô quay các bạn nhé. Mình để ở đây. Đây nó có. Rồi, hộp ra hết rồi. Này, cái này là phụ kiện biết yêu tích thẻ điểm nè ha. Ở Hà Nội các bạn nha. Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, số 3 xuyệt 169, pin sạc dự phòng này, quảng cáo mã pin sạc dự phòng các bạn nha, siêu nhỏ bằng cái thẻ ngân hàng. Đây, mình đã đặt. Đây là cái thông tin về cái đơn hàng. Rồi. Mình cho qua các bạn ha. Đây, xin chân thành cảm ơn quý khách. 15 ngày dùng thử sản phẩm. Mình biết cái sản phẩm này. Đây, có shop có tặng cái thẻ chúc xuân luôn. Rồi CEO ký rồi khá là chu đáo các bạn ha. Rồi, tiếp đến là cái hộp vô quay các bạn ơi. Các bạn xem thử sản phẩm nha. Rồi đây là tai nghe vô quay, mình mã là H09 các bạn nha. Này bên hông hộp đây, hộp là có chữ Trung Quốc ha. Các bạn xem mình quay hơi ngược sáng à. Dạ quá. Mình vừa chỉnh cái góc quay lại các bạn nha. Các bạn xem thông tin về sản phẩm ha. Đây. Mình chỉnh cái góc quay là cho bạn xem cho rõ nãy ngược sáng. Rồi, đây là cái thông tin chi tiết nè. Rồi,